hai đấu thử với một là cao thủ kim cúc Phúc Kha. Phúc Kha 380, hãy đào bố tính nhé. Á chà. Ok, đi lên ngựa chạy. À ok em nhé, tí nữa hay là chuyên thì anh check tin nhắn nhé. Chào Nhật Bảo ơi, ok. Hay không đi cùng Kim, bỏ đi cùng Kim biết rồi. Tiếp tục chiến với một cao thủ Ca nào Minh Kha chẳng. Thật là phải thua. Trung hòa, trung hòa, chính trung hòa. Trận này gần hết cả 200% công lực lên ăn được anh em ạ. Cao thủ bây giờ nó nhiều như vậy là cho thật. Gặp cao thủ nó phải gần hết 200% sự tập trung với lại 200% công lực vào mới chiến được đấy. Rồi dồn vào một con vô ấy. Thiếu lương à, thiếu lâm nó gọi là gì à? Có kim cương phục ma này, tức là tự bảo nó chạy vòng kim cương phục ma mà tự bùng phát thì nó mới vào một trường nó mạnh được. Yeah.